Năm 2024, Đắk Nông đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2023, Đắk Nông có 16.426 hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động các cuộc thi năm 2024. Đó là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, mùng 5 tháng 1, ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đắk Nông đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ủy ban kiểm tra các cấp tập trung triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, trình đốn đảng và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 12. Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông Lưu Văn Trung đánh giá cao quyết tâm của Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực. Ủy ban Kiểm tra các cấp cần chủ động trong tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên đối với cấp dưới và đảng viên. Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Nông vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, ngành Tài nguyên Môi trường Đắk Nông đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật, trình hội đồng nhân dân tỉnh thông qua năm nghị quyết. Sở Tài nguyên Môi trường đã hoàn thành hai nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoàn thành đúng hạn và trước hạn 704 nhiệm vụ, và hoàn thành 48 nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Ngành tài nguyên môi trường đã quan tâm tới công tác đo đạc, bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện sao công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 19 công trình, dự án. Trong lĩnh vực môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường đã tổ chức 3 hội thảo, hội nghị để tuyên truyền chính sách pháp luật cho cán bộ, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh. Sở thường xuyên kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là các cơ sở chăn nuôi tập trung. Sáng ngày 5 tháng 1 công đoàn viên chức tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ ba, nhiệm kỳ 2023 đến 2028 mở rộng. Năm 2023, công đoàn viên chức tỉnh đã triển khai tổ chức phát động công đoàn cơ sở hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với các nội dung cụ thể, thiết thực, thu hút đoàn viên, người lao động, tạo được bầu không khí thi đua sôi nổi và đạt nhiều kết quả. Trong năm 2024, công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục thực hiện giám sát chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tại hội nghị, công đoàn viên chức tỉnh đã bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023 đến 2028 với đồng chí Cờ Tiêng, chủ tịch công đoàn, phó tránh an tòa án nhân dân tỉnh. Dịp này, liên đoàn lao động tỉnh, công đoàn viên chức tỉnh trao tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể, khối thi đua, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023. Chiều 5 tháng 1, Tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình Lễ phát động chủ đề năm 2024: Các cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội và sáng tác ca khúc ca ngợi người phụ nữ, người mẹ Việt Nam. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh thành trong cả nước. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên. Đồng thời, thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ hội các cấp huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt thông qua cuộc thi nhằm tìm được những sản phẩm, giải pháp hay, sáng tạo, dễ áp dụng để phổ biến, nhân rộng nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên. Ngày 5 tháng 1, Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Đắk Nông tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa 5, nhiệm kỳ 2023 đến 2028 để tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023. Năm 2023, qua phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đã xuất hiện nhiều mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng. Qua bình xét có 16.426 hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh các cấp. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục khẳng định vai trò chủ thể của nông dân. Cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp trên 9 tỷ đồng, 3.879 ngày công, hiến 46.300 m2 đất, sửa chữa 82 km đường giao thông nông thôn. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh do các cấp hội hướng dẫn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!